chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu bản version vừa mới update là ngày hôm nay, bản 3.1. Bây giờ mình sẽ đi sơ về danh sách bộ môn mới vừa mới cập nhật ngày hôm nay. Đầu tiên đó là các bộ môn Overlord. Bộ môn Overlord mới đó là Raiko. Tiếp theo là về hô hô. Sau khi lên Overlock hết vẫn như là thiên về kêu hồi lửa nhiều hơn là hồi bay. Về rồi của ba môn Overlock này hình như không có thay đổi. Tâm tiếng kêu của ba con này mình sẽ cập nhật sau. Dạng tiếng Omega hình như là không có con này mới. Điện thoại cũng không có con này mới hết. Chúng ta có hình như bộ môn Gen 2, vùng Yoto, Tigurita. Hổ của nó là Bayleth và Meganium. Theo là Hironesi. Tiếng hút nó là Magmaresi. Dạng cấp 3 của nó là Bayphone. Còn đây là May Magic Cat, bộ môn của May.
Basican. Có thể kêu khác với Basican thường. Swamper. Con này bạn không biết. Chỉ số nó sẽ cao hơn con dạng thường. Đây là bộ môn điện tích dương. Còn đây sẽ là điện tích âm. Chỉ số này. Tin được các bộ môn mình sẽ biết sau về bộ kia của bọn nó. Danh sách bộ môn hình như update chỉ có nhiều đó thôi. Giờ mình sẽ tìm hiểu thêm các event mới. Event trao đổi rocket rắn và rocket Mimikyu. Bán chung này chúng ta có thể đổi các mảnh overlock bằng các mảnh thường. 35 mảnh thường sẽ đổi được 2 mảnh overlock. Thì chúng ta có thể dùng 3.500 mảnh thường để đổi lấy một con overlock. Để câu về Celebi sẽ đổi bằng mảnh thường. Thank you.
bác chờ bác, chờ bác không biết nè. Mình sẽ đi qua về con thử xem nó có mở thêm trường đoạn mới nào không. Vẫn là các chế độ cũ. À, có một chế độ mới. Chế độ mắt toàn đi tìm đổi này, cái này mình sẽ tìm hiểu sau về chat bên sau về để các bạn nắm rõ hơn. Rồi một chế độ cộng điểm mới. Này giống như mở hồn trong Game Boy Mon Quest của Nintendo, vừa mở trên Mobi cách đây cũng khá lâu. Cách đây cũng game này nó áp dụng vô để có chế độ mới cho người chơi. Rồi khá giống. Hình như đây là chế độ đánh boss. Tàu nhấn boss mon overload. Và đây là những phần quà mình nhận được sau khi giết nó phải. Thật là khó nhận. À, mình sẽ có 3 lực tấn công mỗi ngày. Kiểu này nhắc không lại rồi. Nó chuyển sang chế độ cướp.
khi mình cướp một đội mình sẽ bị không cho phép dùng lại đội đó, mình sẽ dùng đội mới. Cướp điểm để mình mua một phần trong shop. Giờ đem nó một thành phố riêng. Còn đây là phần nhiệm vụ mới khi mình đạt đến số điểm. Hiện tại mình sẽ được nhận thêm vật phẩm. Nhiệm vụ hàng ngày mình có thể làm để tăng cấp. Sẽ là các trang phục. Trang phục Ash Champion. Ông chủ nhóm Rocket. Cái này thì mình không biết. Còn đây là May. Thêm vài trang phục mới. Có huy hiệu. Tên của mình có một huy hiệu nhé. Giờ chế độ mới nó làm hiển thị lên.
đây là chế độ đánh đánh lên hạng. Các phiên bản sau ở phiên bản ấy, Việt Nam và sẽ có update về cách này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình. Các thông tin về Bowman mình sẽ cập nhật sau.